A. Ambulance. A is for ambulance. Xe cứu thương giúp đưa bệnh nhân đến bệnh viện. B. Bus. B is for bus. Xe buýt đang đưa đoàn khách đi trên đường. C. Car. C is for car. Xe ô tô là phương tiện rất thông dụng trong các đô thị. D. Dump truck. D is for dump truck. Xe tải giúp chở đất, cát, đá để làm đường công trình. E. Excavator. E is for excavator. Máy xúc đang xúc đất đổ lên thùng xe tải. F. Fire truck. F is for fire truck. Xe cứu hỏa đang khẩn trương đi dập tắt đám cháy. G. Garbage truck. G is for garbage truck. Xe chở rác giúp vận chuyển và thu gom rác thải. H. Helicopter. H is for helicopter. Chú phi công đang lái máy bay trực thăng bay lên. I. Inflatable. I is for inflatable. Người đàn ông điều khiển xuồng bơm hơi chạy vòng quanh. J. Jet. J is for jet. Máy bay phản lực đang hạ cánh xuống đường băng. K. Kayak. K is for kayak. Nhóm người đang chèo thuyền kayak đi qua dòng thác. L. Lifeboat. L is for lifeboat. Thuyền cứu hộ trên biển, trên sông, hồ. M. Motorcycle. M is for motorcycle. Những chiếc xe máy đang chạy qua khúc quanh. N. Narrowboat. N is for narrowboat. Xà lan hẹp này chỉ chạy trên các con kênh nhỏ. O. Off-road vehicle. O is for off-road vehicle. Hai chiếc xe địa hình đang đua nhau chạy. P. Police car. P is for police car. Ô tô cảnh sát giúp tuần tra và truy bắt tội phạm. Q. Quad bike. Q is for quad bike. Những chiếc mô tô địa hình đang tham gia cuộc đua. R. Rocket. R is for rocket. Đạn phản lực giúp đẩy phi thuyền lên không trung. S. Submarine. S is for submarine. Tàu ngầm có thể lặn sâu và di chuyển dưới mặt biển. T. Tow truck. T is for tow truck. Xe cứu hộ kéo xe ô tô bị hỏng về nơi sửa chữa. U. Ultralight.
U is for ultralight. Người đàn ông đang lái dù lượn siêu nhẹ hạ cánh. V van. V is for van. Xe van là một loại xe nhỏ có khoang sau dùng để chở người hoặc chở hàng. W water wagon. W is for water wagon. Xe chở nước đang phun nước rửa sạch đường. X X-ray truck. X is for X-ray truck. Đây là phương tiện soi chiếu kiểm tra bên trong xe. Y yacht. Y is for yacht. Du thuyền đưa hành khách du ngoạn trên biển. Z zeppelin. Z is for zeppelin. Hình khí cầu đang bay trên bầu trời. Các bạn ơi, chúng ta vừa cùng nhau học bảng chữ cái ABC tiếng Anh thông qua tên gọi các phương tiện giao thông. Thông qua tên gọi và hình ảnh sẽ giúp các bạn học bảng chữ cái tiếng Anh trở nên dễ dàng và dễ hiểu hơn. Hãy ấn like và đăng ký để đón chờ những video mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye.